đăng ký. Chung, cảm ơn. Ok, xin chào tất cả mọi người đang xem video của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái khay nước tự động để cho mấy con gà con này nó uống. Mấy con gà con này mình nuôi nay cũng được 4-5 ngày rồi. Ồ, màn hình hơi mờ. Rồi, các bạn nhìn xem, cái chuồng rất là dơ, nước không. Đó, cái thao cho tụi nó uống nước. Mà nói thật, mấy con gà này nó uống thì ít, nó nhảy vô nó tắm rồi nó phá, nước văng lung tung thành cái chuồng rất là dơ. Cho nên hôm nay mình sẽ quyết định làm một cái khay uống nước tự động nho nhỏ để cho mấy con gà này nó uống, để cái chuồng được sạch hơn. Cái chuồng này mình chỉ làm tạm thời, khi nào mấy con gà này nó lớn lên chút xíu rồi mình thả ra phía sau nhà. Rồi bây giờ ra sau nhà tìm vật dụng để làm. Rồi đi các bạn ơi, mình ra sau nhà tìm xem có cái chai hay có cái thùng, cái lon nào sử dụng được hay không ha. Thì trước mắt mình thấy một cái chai Nutifood và một cái hộp xúc xích. Ồ, hai cái này sử dụng được nè các bạn. Đem vô nhà làm thôi. Rồi, bây giờ cái thùng lớn này giờ chúng ta phải cắt đi. Giờ mình đánh dấu nè, mình cắt theo cái đường viết mình gạch ha. Các bạn nhìn rồi các bạn sẽ biết thôi, này rất là đơn giản. Rồi dùng dao rạch đi, bỏ cái phần đó, giống như cái phần. Rồi đây là sau khi mình đã cắt xong nha các bạn. Cái nắp này không cần thiết dục. Còn đây là cái chai Nutifood, mình đã lọt cái nhãn hiệu rồi, nhìn cho nó sạch hơn chút xíu. Bỏ vô đây. Điều quan trọng nữa nha các bạn ơi, cái chai nước này các bạn phải đục hai cái lỗ ở dưới đáy. Đó, thấy không, mình đã đục sẵn hai cái lỗ rồi. Các bạn lưu ý nha, hai cái lỗ này yêu cầu là nó phải nằm dưới cái vạch xanh xanh. Đó, cái vạch xanh này nè. Chứ mà hai cái lỗ này mà nó nằm cặp cao hơn cái vạch xanh thì nước sẽ tràn ra ngoài. Bây giờ chúng ta đi làm. Rồi bây giờ đi múc nước ha. Rồi bỏ nước vô nè. Đó, nước sẽ tràn ra, chảy ra ngoài. Chắc chắn là nó sẽ không có tràn ra ngoài nha các bạn. Khi mà mực nước nó tràn lên bằng với cái hai cái lỗ hồi nãy đó, là lúc đó nó sẽ ngưng lại, nó không có chảy nữa. Đây là hệ thống uống nước tự động cho gà, mình tự làm bằng các vật dụng bỏ đi, rất là đơn giản phải không các bạn. Đó, chảy nè. Khi mà mực nước nó chảy vừa đủ rồi nó sẽ tự động tắt, thấy không. Bây giờ mình sẽ thử lấy một cái ống hút. Ống hút này giống như con gà nữa ha, vô nó uống nè, rút nước ra. Đó, nước sẽ tự động chảy ra. Rút, uống tiếp, nó gà bắt đầu uống tiếp nè, nó thấy không, nước sẽ tự động chảy ra và đến mức giới hạn thì nó sẽ tự động ngắt ha các bạn ha. Và sản phẩm của mình đã thành công. Đó, nhìn rất là đẹp, rất là gọn gàng. Gà cũng hạn chế bay vào đó để tắm ha. Ok, xong cái khay uống nước tự động. Vài bữa nữa chắc mình sẽ làm một cái khay ăn tự động luôn. Video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem.
Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.